Này thiện dũng mãnh, nếu đối với khắp cảnh giới và pháp sở duyên mà các Bồ Tát ấy đều không bị trói buộc thì đã tu hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, các Bồ Tát nào hành như vậy và trụ như vậy thì tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn. Vì vậy tất cả ác ma không thể nào làm trở ngại được, cả quyến thuộc của quân ma cũng không thể nào khống chế được, có muốn tìm điều xấu của các vị cũng không thể tìm được, cũng không có cách nào quấy nhiễu, nhưng các vị ấy có thể chinh phục được ma và quân ma, biết rõ tất cả việc của ma.